kêu mười ơi, để tôi điều, tôi có lính điều. Nó nghe nè, à, thiên thần nhỏ mày ngồi chơi đi, em xin mời Phi Phụng Thị Mười đi xuống dọn bàn. Thôi dọn sẵn rồi, xuống thì được rồi. Nhưng mà nó còn bạn bè gì ai nữa không? Không hết rồi đó. Mà đúng nhà của năm trai giờ cái mặt giống giống nhau không à? Rồi, không có má đẹp, đẹp, má đẹp. Má thì là dâu phụ. Má là dâu. Tôi lộn. Thôi chơi chút xíu nha để tôi kịp dọn cho đẹp nữa. Gỡ cái nón lá này nha. Đó thấy không? Hôm giờ mình bắt đầu mình tổ chức sinh nhật năm trà. Mà cái vấn đề là rất là lạ. Bà đỏ mà bà Dung mặc áo bà đỏ luôn. Lát rồi ngồi không thấy bả đâu hết. Gì? Có chứ, hai cây rượu luôn, mình cui ra hết luôn. Hai cây rượu lấy ra. Hai cây rượu luôn. Em có, chị có đồ khui, chị có đồ khui. Chị có mang theo, chị rất là đảm đang. Hay quá má ơi. Đây nè. Bịch gì? Có cái đồ khui không? Trong đây không? Cái bịch không, đồ khui mình để riêng ra, để không con người nó lấy. Nhiều kem quá. Cái nón này mày đội đi, chứ tao không biết mày như tuổi 28 tuổi đúng rồi. Không, không, đúng không, đúng không, đúng không. Không, không, không. Mọi người ơi, đừng nên nói tuổi thật của nghệ sĩ, tóc chụp hình cho bé mọi người. Ờ, hai. Chỉ em 18 tuổi thôi. Thôi, lỡ rồi ghi tóc 2 đi. Mãi mãi tuổi 18 nha, thôi cấp số 2 là được rồi. Mở cái bao lên. Dạ, dạ. Rồi mở ra đi. Thôi. Bên đây. Ủa mà sinh nhật sao trái cây không vậy? Sinh nhật ăn bánh trái cây vậy? Sinh nhật ở chùa hả? Mười biết không? Không biết tôi làm cho. Biết không? Con này con gì vậy ca? Con hải. Con hải hả? Con hải hả? Lợi giật lên phải đâm sâu lên nữa mười à nãy giờ đúng tên này con đúng tên này chết á. Ủa con gì vậy? Con khỉ. Con dễ thương không? Sinh nhật của Lâm Trà con mày nó lên nó lấy quà mà nó chạy ra sợ nó té ghê. Con đi từ từ, con không có chạy nó. Có kéo chị theo không? Có kéo chị theo không? Em nhớ chị nhà không dám cho theo. Cho theo thì canh với chị mệt lắm. Nè, cái gì chín nè. Quốc bảo nè. Năm trà lên lấy kim tuyến mặt đi con. Dạ. Lên lấy đồ kim tuyến mặt đi con. Sinh nhật mà sao mặc đồ vui quá vậy? Dạ muối lên rồi ăn luôn. Con chỉ muốn là một thành thịnh hả? Đơn sơ trong cái ngày sinh nhật của con. Nó nghe nè, thay vì mày quay tao tao đi. Ừ, vậy đi. Quay nha nha. Vậy đi. Quay đừng có rung nha, đừng có lắc nha nghĩa.
Trung cầm không? Lấy cái ngón tay ra các bạn. Mày đừng lắc nè. Cái yêu cầu quay đừng có lắc. Người ta coi người ta cảm thấy như thế. Mình ba thì ba nhẹ. Đang muốn coi. Đang có thời dịch corona. Đừng lắc, đừng lắc. Để mình lắc nha. Mày quay tao làm cái gì? Dạ, mình mới có để coi mình coi như mới có 36 tuổi thôi. Thế mình còn trẻ đó. Vui quá là đầu tiên tới nhà của năm già rồi sinh nhật mà gia đình rất là vui vẻ. Tiếp đó là nồng hậu. Trời ơi, còn đấy mở cái dạng đâu, làm cái lâu nó cho mát mọi người thấy thương quá à. Trời ơi. Nhà rất là đúng là nhà người miền quê, người miền Nam của mình, phải một quê miền Nam. Có nghĩa là nhà hiếu khách. Nghĩa là giống như nhà mình cũng vậy đó, có nhiêu là trong nhà nhiêu là đổ ra trang hết á. Mình không biết cần biết mình ăn gì đó. Nói như vậy còn biết không biết đem đồ ra nữa à. Nói nghe nè, đang quay cho mình, quay đừng có cười máy rung. Nếu mình nhịn cười cũng được. Nhưng mà mình có một cái bí quyết để dành cho nàng quay cơ bụng. Bây giờ mình có bí quyết những chị em phụ nữ mà mình mà sợ nhăn đó. Cho nên mình có một cái cách cho mình cười được, cứ cười tét bét xét. Mình cười miệng miệng hoặc mình cười mình hướng này như nè. Cười như mình là nhăn đó nha. Nghe cho nó đi. Bây giờ bà cao quá không được gì hết. Con này để tình mình quay. Ủa xuống đi. Mày cao mà mày còn đứng lên ngấy cao đó. Tập tung nè, tập tung cho camera. Vậy nhà nàng yêu ta bây giờ 1, 2, 3, nói. Ê chị Phụng chưa đẹp. 1, 2, 3, nói. Chị Phụng đừng nói. Sao nói. 1, 2, 3. Noel đứng đàng hoàng với em. Đó nhờ. Nói đi. Dạ em nói. Vừa thôi. Dạ, thực sự thì ngày hôm nay là ngày sinh nhật vừa tròn 8 tuổi của em mọi người ơi. 28. Dạ không mọi người, vừa tròn 8 tuổi. Thôi. Đang lấy. Đang lấy. 8 năm trước là một ngày gì đó, ngày sau trên trời tinh tú rất là sáng. Rớt xuống tỷ hả? Rớt xuống trần gian. Một ngôi sao xẹ. Đó, sau đó mẹ em xin em ra một đứa rất là đẹp. Rất là xinh đẹp dễ thương như thế này mang niềm vui lại tới tất cả cho mọi người. Dạ. Chị thần luôn hé nụ cười. Chị thần luôn hé. Dạ. Vừa đó là vừa đó. Mày cảm ơn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Rồi con đem cái bánh ra bên cái phòng kế bên con.
chuột một con búp bê phải không? Chỗ nào mà rộng rãi mới được chứ không có được trò hẹp được nha. Sao vậy? Thì tại vì cái chợ hẹp không được. Không có quà bự to lớn lắm. Mít ngon quá. Nguyên một thùng sữa vitamin mọi người ơi. Không phải đâu. Không phải đâu, không phải sữa. Đây chỉ là bên ngoài thôi, còn bên trong sẽ như thế nào? Mấy em mấy chị ơi, giờ gói quà kìa. À, em đã thấy cái bông tuyết. Bông tuyết là là con gấu. Nó bay vô đồ ăn. Trời ơi, chị đừng nói tặng em chỉ nhận hộp toàn đi chị. Ừ. À, nói nè, em. 10. Chị 10 đi cầm đi rủ vui rồi nãy giờ, nó xong chưa? Anh đừng có rung anh ơi, nó đang lót ra nè. Đây, bông tuyết. Sao tặng gì tặng bông tuyết? Đây. Trời ơi, cái gì mà... bí hiểm quá à. Cái này là như quần áo gì vậy ơi? Phải không? Ờ, từ nè, mà không khí cứng cứng hồi hộp quá nè. Không có bông tuyết là còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Cho đừng nó có chiếc nhẫn hộp sòn đây nha. Trời. Trời. Hay có một cái hộp kim cương nó lẫn với cái hộp bông tuyết. Bây giờ em mở ra đi, năm con mở ra năm trà, con không rối quá. Cái con gì mở nắp lô ra đi. Tiền tao biết rồi, tao biết rồi đó. Stack tài lái của người ta. Cọc xiên tu chiên bánh bao chiên sao sao cái sinh nhật này nếu mà con muốn cần con trai nè. Con trai là cho má nào bây giờ dạ. Người ta uống rượu ê chị sinh bà nội sinh nhật của năm già má bụng xin tặng cho mỗi người mình chai rượu yeah. Tặng mỗi người một chai rượu hả ôi 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 đâu bà nội rượu bà lấy từ đâu ra vậy tặng con chai rượu à, biết hồi nãy giờ chưa đưa em sao em đưa vậy đó nha. Trời ơi, đậu phụ thôi. Ủa gì tặng quà lấy lại là sao? Trời ơi. Trời ơi, giữ luôn, giữ luôn. Mẹ được. Má ơi. Rồi tao dính nè nè. Mày chùi cho má đi. Mai kia muốn hỏi bọn con cho chiếc con tự đeo đi con ơi. Má đeo được cho con ơi. Trời ơi, sao giống ơi. Ê, xuất giá cái chồng vậy trời. Cho bông tay rồi nữa. Má đã gửi lại cho mà con ra bông mù. Má cho bông đâu luôn, nó không đeo được. Một đôi bông mù u mà bà ngoại đã gửi cho má. Con. Dạ. Dạ. Mười quay mấy nước biết bên nào. Lại đi đâu luôn nha, biết là đi nào. Nhưng mà hơi bự, hơi bự. Không. Biết rủi ngày mai một ngày con cho ta chứ. Rồi, còn đây là quà của chị Cầm. Và tài trợ xe ngày hôm nay. Đó, vỗ tay. Đây. Khôi. Nhưng mà đi diễn có mặc đồ nữ con sẽ xài nước hoa nữ. Trời ơi, nhìn té không? Không có hộp đâu. Có ai là thiếu tôi không? Còn hai cây vớt lại luôn. Thôi quá thôi. Không có xài hộp đâu, đưa đây cho chị. Được rồi chị. Mình là có hầu quá chị. Không sao. Mình tự trọng rồi. Thôi xong rồi ăn liệt đi. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ. Rồi. Nè. Bây
nhà của nội. Nội ở nhà của nội là gì vậy? Dạ Út Hạnh. Út Hạnh ơi. Dạ. Cảm ơn Út Hạnh đã lo cho buổi tiệc này của năm già nha. Chắc là tướng con mập đúng không? Mua size bự đúng không? Ý lên L cũng mới ghê. Đổi, đổi lại. Đổi được không? Đổi đâu? Đổi lại được không? Nè, mua đâu vậy? Mua ngoài, ngoài sài quen. Đổi lại. Qua chợ hả? Dạ. Ừ. Dạ. Con vô đi con, mình ngồi mình nâng ly. Còn ai nữa, ai chưa nữa không? Vậy hả? Chị cầm đâu, chị cầm. Uống đi, uống đi. Chị Năm đi, để em ngồi qua đây. Cho chị cầm ngồi đó đi, để em ngồi bên này. Ủa rồi con Năm Trà ngồi đâu? Rửa rồi. Lấy ghế cho Năm Trà ngồi nữa chứ, trời đất ơi. Nghĩ sao sinh nhật của Năm Trà mà để Năm Trà phục vụ mấy ba, mấy cha, mấy mẹ ngồi ăn tỉnh bơ. Không có tay. Thương quá, thương Năm Trà. Chị Cầm ơi. Ủa chứ sinh nhật đó nó phải phục vụ chứ. Bậy. Mày nói gì đó bà Hương? Đâu nói gì đâu em. Mày nên biết đây là địa bàn nhà tôi nha. Chớn đuổi vợ. Ê, chào Phan. Nhà tôi đông lắm á. Đem mấy cái dài, cái dĩa từ xưa. Rồi bây giờ chúc mừng Năm Trà nha. Happy birthday. Nữa hả? Happy birthday nha. Rượu rất ngon. Ủa khoan, ở nhà mình có ai uống rượu không vậy hả Út Hạnh ơi? Dạ không chị. Ủa chẳng lẽ nhà mình là đàn bà hết sao? Thấy thanh niên trai tráng mày kia ì xèo lắm mà. Ủa sao căng vậy? Bậy, hồi Tết tôi thấy lon bia cầm ngồi uống đây khí thế lắm nè. Còn cái ông mập mập ngoài kia. Ông mập mập ngoài kia là thằng mãi dẻo hả? Con anh ba hả? Không, không, không ai biết nhậu thiệt hả? Thiệt, dạ, thiệt, nhà không biết nhậu. Thằng đó uống chừng ly vô là nó giật giờ. Con trai áo đen. Con trai áo đen. Con nhậu không? Con có biết nhậu không? Con biết nhậu không? Thấy không, nhỏ biết rồi dám nói nhà này không biết. Bởi vì Út Hạnh thiệt ác lắm nha. Con lấy một cái ly nhỏ, con bỏ miếng rượu vang vô đi. Ủa mày không biết uống hả? Con lấy cái tay con thọt vô. Tại vì tay người nãy thọt vô. Thọt tôi móc đá. Vậy mày uống nước trà uống gì? Trà đá đâu? Cái ly nước rồi vô uống đi con, chúc mừng Năm Trà đi con.